Thằng Thái nói vậy nè, chú cứ nói là bộ lá nó nặng, chú sợ đúng không? Vậy bây giờ lấy máy phát nha. Chứ sao? Chứ cây nào nó cũng vậy rồi. Lấy máy phát, phát bớt đi nửa thước. Phát hết, tức nửa thước phát hết. Được không? Này, cây này dòng năm ngoái. Dạ. Cây này là mới được 12 tháng. Dạ, đó. Cái này 12 tháng thôi. Dạ. Tròn mà châm đúng á chú, nhanh lắm. Sầu riêng nó dễ mà. Chanh dây nó mới khó, sầu riêng rất là dễ. Dạ. Đẹp. Được 4 5 cây dòng dòng đậm ấy. Dạ. Mình thấy nó chống nó mình dòng. Không không bộ lá nặng thiệt cái chứ. 12 tháng. Mà yên tâm đi, tại vì con không có NPK nhiều. Nên con làm con phát triển tự nhiên nên cái hệ senolo nó rất là chắc chú. Dạ, yên tâm. Không sao hết. Dạ. Bộ lá này chắc phải lấy máy phát phát bớt thì cái chứ. Thằng nào nói? Thằng nào nói? Đúng là nó nặng thì cái Thái à. Cái cây kia của nhà nó dày. Vui đâu. Cái này em bón vô đi, NPK vô đi, cái 10 ngày sau các em quay lại nó còn khác nữa. Dạ đúng rồi chú. Tất cả đều bị sụp như vậy hết á. Ừ, coi bộ lá này cũng khiếu. Mưa mới mưa sáng mà nó quằn hết à. Đó. Cây nó phải lá vậy chứ em. Cây nó phải lá vậy, nhưng mà anh sẽ làm cho nó dài, nó rộng lá thêm. Em lên như thế nha. Yeah.